Đột ngột rút lui khỏi showbiz, các sao Việt có cuộc sống hiện tại ra sao? Rút lui khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của những sao Việt này khiến không ít khán giả tò mò. Là những sao đình đám của Vbiz, Khởi My, Kevin Khánh, Hoài Lâm hay Tuấn Hưng đều khiến công chúng bất ngờ khi thông báo ở ẩn dù đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Cuộc sống hiện tại của họ thu hút không ít thắc mắc từ khán giả. Hoài Lâm, sau khi giành chiến thắng thuyết phục trong một chương trình truyền hình thực tế, Hoài Lâm trở thành gương mặt sáng giá, thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Nam ca sĩ gây ấn tượng với công chúng bởi sự đa tài trong hoạt động nghệ thuật và vẻ ngoài hiền lành tử tế. Hoài Lâm có thể hát ở nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc trẻ, nhạc trữ tình đến nhạc vàng, nhạc mạo âm hưởng, nhạc dân ca. Anh cũng có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau như trống, guitar, piano. Ngoài ra, nam ca sĩ còn tham gia diễn xuất trên sân khấu kịch hay phim, do đó giọng ca trẻ sở hữu lượng fan đông đảo ở nhiều lứa tuổi. Vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm thậm chí được đặt lên bàn cân so sánh với Sơn Tùng MTV về độ nổi tiếng lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, sau khi vướng vào loạt ồn ào đời tư, nam ca sĩ thông báo rút lui khỏi showbiz, trở về lại quê nhà, tránh khỏi thị phi. Năm 2020, Hoài Lâm bất ngờ gây sốt với cộng đồng mạng với sự trở lại cùng hai ca khúc Hoa Nở Không Màu và Buồn Làm Chi Em Ơi. Điều thú vị của hai sản phẩm này là dù chỉ ra mắt âm thầm, không quảng bá rầm rộ nhưng lại tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, được nhiều ca sĩ chọn cover lại. Mới đây trong một vài clip được bạn thân nam ca sĩ chia sẻ, cư dân mạng nhận ra ngoại hình Hoài Lâm có phần phát tướng, tuy nhiên cuộc sống cá nhân khá vui vẻ bình yên. Giọng ca Hoa Nở Không Màu có phòng thu âm riêng tại nhà, thỉnh thoảng anh vẫn làm nhạc và cho ra mắt các sản phẩm. Khán giả tin rằng sau khi Hoài Lâm vượt qua những khó khăn, anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Khởi My, Kevin Khánh. Khởi My và Kevin Khánh bén duyên sau khi hợp tác chung trong MV Gửi Cho Anh của nữ ca sĩ vào năm 2013. Sau 4 năm quen nhau không công khai, năm 2017, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Hậu kết hôn, cặp đôi lui về ở ẩn, hạn chế ra mắt sản phẩm âm nhạc và đi diễn. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ chỉ giao lưu cùng người hâm mộ bằng cách livestream trên trang cá nhân. Mới đây, trong một lần lên sóng livestream, khi được hỏi lý do không hoạt động showbiz nhiều nữa, bà xã Kevin trả lời thẳng thắn, không phải Khởi My rời showbiz, mà là khi mà mình làm nghề đến một thời gian nhất định, thì bắt đầu nhận ra rằng là sẽ có những bạn thuộc top sau rất giỏi và mình không còn phù hợp nữa. Thêm vào đó, nữ ca sĩ cũng cho biết cô đã có một gia đình hạnh phúc và thế là đủ. Cặp đôi từng gây xôn xao dư luận khi chia sẻ không có ý định sinh con mà sẽ sống như tri kỷ đến già. Tuy vậy, nhiều khán giả cũng đồng tình và tôn trọng quyết định của hai người. Trên trang cá nhân, Khởi My, Kevin Khánh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường vui vẻ hạnh phúc. Mặc dù đã rút lui khỏi showbiz, nhưng cặp đôi vẫn luôn lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực đến cho mọi người. Tuấn Hưng, trong làng giải trí Việt, Tuấn Hưng được xem là một trong những ca sĩ có sự nghiệp thành công và đời sống hôn nhân viên mãn hiếm có. Anh kết hôn với bà xã doanh nhân Hương Trần và có ba nhóc tỳ đáng yêu. Năm 2020, Tuấn Hưng gây xôn xao cộng đồng mạng khi bất ngờ thông báo rút lui khỏi showbiz để dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Nam ca sĩ cũng chia sẻ lý do chọn lựa thời điểm ở ẩn khi vẫn đang ở trên đỉnh vinh quang là để khiến khán giả sẽ luôn ghi nhớ về mình. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, anh để lại kho tàng các bản hit như Cầu Vồng Khuyết, Gửi Ngàn Lời Yêu, Đốt Chút Lá Khô. Bởi vậy, khán giả không khỏi tiếc nuối khi nam ca sĩ thông báo lui về ở ẩn. Hiện tại, Tuấn Hưng có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình, anh cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc chăm sóc con cái lên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng vài năm nữa. Khi các con của nam ca sĩ đủ cứng cáp, Tuấn Hưng sẽ trở lại với showbiz Việt.